Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Tha Gia, chúng con kính tri ân thượng tọa Từ Mẫn Vô Trở nha. Con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, mời Từ Mẫn nha. Dạ, Nam mô Bố Tha Gia. Dạ, con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, và con xin sám hối với đạo tràng con vô chết. Nam mô Bố Tha Gia. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Di Đà, Di Gà Ni Cà Giá, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt, bài 34, Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 8.8, tám pháp cần được sanh khởi. Do sư Giác Đẳng dẫn nhập giảng giải để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và con xin sám hối qua phần này. Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 8.8, tám pháp cần được sanh khởi sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Và con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Và Nam Mô Bố Tha Gia. Là một bức thai nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn điện chư Phật. Kính chào thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tám pháp cần được sanh khởi. Pháp mà cần được sanh khởi thường thì nói đến những cái tư tưởng, nó khác với cái pháp mà cần được tu tập. Tu tập thì do thân, do khẩu, do ý. Nhưng mà pháp cần sẽ khởi thân thì chỉ là do ý thôi. Hôm nay chúng ta nói về tám pháp cần sinh khởi đó, tức là tám cái sự suy tầm của bậc đại nhân. Chữ tầm của tất cả ở đây là cái sự suy nghĩ, cái sự suy tư. Và bậc đại nhân Maha Bodhisattva ở đây là chỉ cho bậc có trí tuệ. Bậc ngưỡng mộ chánh pháp,
lời dạy của Đức Phật. Nên khi mà chúng ta nói đến pháp cần để sinh khởi thì chúng ta phải, chúng ta sẽ học về tư tưởng của bậc dạy, của bậc trí tuệ đó. Khi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta khởi lên cái niềm tin đối với giáo pháp. Và cái niềm tin đối với giáo pháp không phải chỉ đơn thuần là chúng ta nghĩ rằng những cái bài kinh Đức Phật giải thuyết tụng đọc nó có cái lên ứng vân vân, chúng ta không phải nói vậy, mà có những cái sắc thái rất quan trọng. Và vì vậy hôm nay chúng ta sẽ được nghe về tám cái sưu tầm của bậc đại nhân về giáo pháp do Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời cô Tùng Mẫn đọc cho chính văn chính kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu. Dạ, sau đây con xin đọc chánh kinh. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, kinh thập thường Tassutara Sutta 8.8 pháp rất khó thể nhập. Atthathamma Mahukara Atthathamma Phave Tappa Atthathamma Bariññeya Atthathamma Bahatappa Atthathamma Hanapagiya Atthathamma Visesapagiya Atthathamma Dubbativicca Atthathamma Uppadetappa Atthathamma Bahiññeya Atthathamma Sacchikatappa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, con phải đọc. Dạ, tám pháp có nhiều tác dụng, pháp cần phải tu tập. Có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp chưa đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Dạ, dạ, thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Tám đại nhân tâm tầm, pháp này cho người thiếu dục, pháp này không phải cho người đa dục, pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc, pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này không phải cho người ưa tụ hội, pháp này cho người siêng năng tinh tấn, pháp này không phải cho người giải đãi, pháp này cho người có niệm hiền tiền, pháp này không phải cho người thất niệm, pháp này là cho người có định tâm, pháp này không phải cho người không có định tâm. Pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ, pháp này cho người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là tám pháp cần được sanh khởi.
Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp học. Pháp sư Giác Giới biên soạn 406, tám pháp cần được sanh khởi. Upade Tappa Thamma, đây là tám tư tưởng đại nhân. Tư duy đại nhân Maha Purisavitaka. Số 1. Suy nghĩ đây là pháp của người thiểu dục, pháp này không phải là của người đa dục. Abhicchasa ayang thammo, ayang thammo mahicchasa. Số 2. Suy nghĩ đây là pháp của người tri túc, pháp này không phải của người bất tri túc. Sanguttasa ayang thammo, ayang thammo asanguttasa. Số 3. Suy nghĩ đây là pháp của người viễn ly, pháp này không phải của người ưa tụ hội. Ba vi vi ta sa a dần tham mộ na dần tham mộ na dần tham mộ ku si ta sa. Con xin sám hối. Con đọc lại câu số 3. Dạ, Nam mô Bố Thầy. Dạ. Suy nghĩ đây là pháp của người viễn ly, pháp này không phải của người ưa tụ hội. Ba quy quy ta sa a dằng tham mồ na dằng tham mồ sằng ga ni ca ra ma sa. Số 4. Suy nghĩ đây là pháp của người tinh cần, pháp này không phải của người lười biếng. A ra tha quy ri ya sa a dằng tham mồ na dằng tham mồ ku si ta sa. Số 5. Suy nghĩ đây là pháp của người trú niệm, pháp này không phải của người thất niệm. Suy nghĩ đây là pháp của người trú niệm, pháp này không phải là của người thất niệm. Uthatitasa uthatita satisa ayang thammo ayang thammo mutthasatisa. Số 6. Suy nghĩ đây là pháp của người định tĩnh, pháp này không phải của người phóng dật. Samahitasa ayang thammo ayang thammo asamahitasa. Số 7. Suy nghĩ đây là pháp của người có trí tuệ, này không phải của người thiếu trí. Bành nhà qua tổ a dằng thăm mộ a dằng thăm mộ trước bành nhà xa. Số 8. Suy nghĩ đây là pháp của người không vương hệ lụy, pháp này không phải là của người vương lụy. Nít bà banh chà rà ma sa a dằng thăm mộ a dằng thăm mộ ba bành chà rà ma sa. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con kính ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con đã đọc xong bài chánh kinh, con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ thượng tọa Thiệu Sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những đề tài Phật pháp đó, khi mà chúng ta thoáng đọc qua thì chúng ta nghĩ rằng đây cũng giống như là nhiều đề tài khác mang một nội dung đâu đó nói về thiền pháp hay là sự tu tập.
Bài kinh này đại loại cũng thường được chúng ta thấy như vậy. Tuy nhiên đây là một bài kinh rất ư là quan trọng ở trong dùng lịch sử của Phật giáo. Thời Đức Phật còn tại thế thì chúng ta được biết là Di Mẫu Mahachapati Gotami sau khi xuất gia trở thành vị ni trưởng ở trong Phật giáo, thì vị ni trưởng này đã nêu lên một câu hỏi đối với Đức Phật, đó là làm sao biết pháp nào là pháp chính thống do chính Đức Phật giảng dạy và pháp nào không phải là do Đức Phật giảng dạy. Thì quý vị, Đức Phật lại nêu lên 8 pháp mà chúng ta vừa nghe được. Điều đó có nghĩa là những gì mà nó thuận hợp với 8 pháp, ví dụ như là pháp đó mang cái tính cách là thiểu dục, tri túc, tinh tấn, viện ly vân vân, thì đó là pháp của Đức Phật. Còn ngược lại không phải là pháp của Đức Phật. Như vậy thì 8 điều này được ngay thời Đức Phật còn tại thế được xem như là chuẩn mực để đoán định, để có thể làm chuẩn mực biết rằng pháp đó của Đức Phật dạy hay không phải pháp của Đức Phật dạy. Câu chuyện này thưa quý vị không có đơn giản ngừng lại tại đây. 500 năm sau khi mà Đức Phật viên tịch rồi, thì cái chuẩn mực này nó trở nên một đề tài thách thức đối với các nhà khai dựng Phật giáo Đại Thừa. Khởi đầu là Ngài Long Thọ và một số các ngài sau đó. Bởi vì theo Edward Conzi, một người nghiên cứu về lịch sử Đạo Phật, thì ông gọi Đạo Phật nguyên thủy là Đạo Phật của tu viện. Đạo Phật của tu viện có nghĩa là chuẩn mực mà chúng ta tại đây đó, nó chỉ thích ứng nếu chúng ta duy trì cái thể chế tu viện. Ví dụ như sống độc cư, ví dụ sống thiếu dục, sống với trú niệm. Nhưng mà tám pháp này lại có nhiều điều không có phù hợp với tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo đi vào cuộc đời, người ta gọi là Phật giáo nhập thế. Phật giáo đó ở trên thực tế là Phật giáo của đám đông, của sự tụ hợp của quần chúng đông đảo. Và tôi thẳng ra là quan điểm Phật giáo Đại Thừa là chùa to, hội chúng càng đông, tụ tập càng nhiều, đó là chúng mực Phật giáo Đại Thừa. Không phải đời sống an tịnh, đời sống độc cư, đời sống cố gắng tu tập thân tập. Và do vậy cái 8 pháp này được sửa đổi đôi chút, được chế biến đôi chút, anh trở thành một bài kinh rất là nổi tiếng Phật giáo Trung Hoa, được Ngài An Thế Cao dịch vào thế kỷ thứ 2 từ chữ Phạn sang chữ Hán. Đó là kinh Bát Đại Nhân Giác. Nếu mà thoạt nhìn thì kinh Bát Đại Nhân Giác nó có vẻ như tương tự với 8 nhận thức của một bậc đại nhân mà chúng ta nghe ở tại đây. Nhưng mà kỳ thực có một mấu chốt rất là quan trọng. Ví dụ như là những phần đầu về tri túc có đề cập đến, về có đề cập đến về tinh tấn, có đề cập đến vân vân. Nhưng mà trong cái phần cuối cùng của kinh Bát Đại Nhân Giác thì
có đề cập đến là tám loại giác ngộ, ngọn lửa sanh tử đang cháy hực hực thống khổ vô biên, phát tâm đại thừa độ cho tất cả nguyện thể chúng sanh chịu vô lượng khổ, khiến cho muôn loài hoàn toàn đạt tới niềm vui to lớn. Điều đó có nghĩa là trong ý thức giác ngộ thứ 8 đó, trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thì nói phát tâm đại thừa độ tận chúng sanh, phát tâm độ thừa đại thừa độ tận chúng sanh. Thật ra với người Phật tử Việt Nam mà quen với kinh điển đại thừa, hay thậm chí quý vị quen đọc kinh điển Nguyên Thủy đi nữa, thứ điểm này nó không có trọng hết, bình thường lắm mà. Nhưng mà kỳ thật thì điều thứ 8 trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, đó là cái tiêu chí của Phật giáo đại thừa, là nhập thế, là đi vào đời, và khi nó độ tận chúng sanh thì đạo tràng càng lớn, càng đông càng tốt. Một cái tu viện, một ngôi chùa mà thanh tịnh để cho những hành giả ở đó tu tập thì người Việt Nam gọi là chùa Bà Đanh. Chùa đó ít người, và nói chùa Bà Đanh không ai muốn, không ai thích hết. Nhưng mà những ngôi chùa mà khói hương nghi ngút, Phật tử thập phương bá tánh lui tới tấp nập để cúng kiến lễ bái, tụng kinh nhiều quá, và những buổi lễ đông đảo thì xem đó là một cái chốn mực của nhiều ngôi chùa, gọi ngôi chùa thành công, ngôi chùa lớn của Phật giáo đại thừa, cái đó ảnh hưởng nhiều như vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta nói tới tám pháp này, ở đây là tám pháp hay là tám cái nhận định, tám cái suy tư, chỉ biết tất cả đi là tầm, chỉ tầm có nghĩa là tư duy, tầm có nghĩa là quan niệm, có nghĩa là nhận định hay là cái nhìn. Thưa quý vị, ở đây thì nói đến tám cái nhìn, tám cái nhận thức của một bậc trượng phu, của một bậc đại nhân, của một người không tầm thường. Cái nhìn của người đó nó vượt lên trên cái nhìn của thế thường, của thường thức, của thường tình. Thật ra thì con người chúng ta sống có một thứ mà người ta hay quên lãng, đó là cái tư duy. Tư duy là nhân sinh quan của chúng ta, là cái nhìn của chúng ta, là nhận thức. Thí dụ như bây giờ một người sống và họ có cái nhận thức rằng con người đang hủy hoại hành tinh mà mình sống, do vậy mình nên cố gắng tránh để giảm bớt những gì làm ô nhiễm thiên nhiên. Chỉ một cái tư duy như vậy đó mà nó có thể ảnh hưởng lớn, thay đổi lớn. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở một số các quốc gia, khi người ta đi bỏ rác, người ta phân ra cái loại nào là giấy, loại nào plastic, loại nào có thể recycle được, có thể hồi sinh được, có thể tái sử dụng được, và cái loại nào là loại có thể hư mục. Khi họ phân chia rác như vậy đó, thì thực sự nó cực hơn là chúng ta cầm rác quăng bỏ vào thùng mà không có phân chia. Bởi vì rác phân bỏ vào thùng thì cái thùng rác sẽ không có ai phân ra nữa, người ta sẽ đổ, người ta đem một xe rác đem đến bãi đổ rác, và khi đến cái bãi đổ rác thì có những thứ nó mục trong vòng vài tháng, có thứ cả trăm năm nó chưa mục. Thí dụ như plastic là tả của trẻ em chẳng hạn. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có riêng một cái nhận thức, một cái ý thức, cuộc sống cần
nên góp phần vào việc bảo vệ môi sinh, mà nó làm cho mọi thứ khác đi, rất khác nếu cuộc sống không có ý thức. Hay hoặc giả là thứ gì, con người chúng ta từ cái ý thức sống nó tạo nên cái nền tảng của cuộc sống. Một con người sống mà nặng về danh nó là quan trọng, thì từ cái chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, ăn mặc, xe cộ, tất cả đều nó đều đánh, nó đều tôn cái hào nhoáng ở bên ngoài để muốn cho người đời biết mình là như vậy đó, mình là sang, mình là đẹp, mình là thế này thế kia. Có những người nặng về lợi đó, thì bước nào làm sao thấy lợi là chụp lấy thôi, có cơ hội làm ăn buôn bán, có cơ hội để làm ra tiền thì làm, bất kể ra sao. Thậm chí có nhiều khi người ta quá đặt nặng về lợi, người ta quên cả cái hạnh phúc hiện tại, quên cả cái lợi tương lai của con cái, quên cả những giá trị về tinh thần, tại vì quá đặt nặng về lợi. Thì như vậy cái vitaka ở đây đó, chúng ta có thể hiểu là tư duy, hiểu là cái nhìn. Và những điều này đó, thưa quý vị, không phải nói lên cái gì là cái cao quý tốt đẹp của một đời sống, mà còn nói lên cái chuẩn mực của giáo pháp. Một khi mà chúng ta mới vào đạo đó, thì bản thân lối sống của chúng ta là một, mà đạo đó là một, nó như một cái chủ thể và khách thể, giống như bờ này và bờ kia. Nhưng một khi mà chúng ta đã sống ở trong Phật pháp, đặc biệt là đời sống xuất gia hay là sống ở trong đạo lâu, thì thưa quý vị, cái cảm nhận về đạo, nhận thức về đạo đó chính là cái gì hướng dẫn đời sống của chúng ta. Và do vậy ở đây tám pháp này đó, gọi là tám cái tư duy hay là tám cái nhìn của một bậc đại nhân, một bậc trượng phu, nhưng mà cũng có nghĩa là đó là cái chuẩn mực của giáo pháp. Chúng ta quan niệm như thế nào về giáo pháp của Đức Phật? Thế thì trong bài học này chúng ta có thể nói là mình phải có một cái nhìn, mình phải có một cái nhận thức toàn diện về ngôi chùa mà mình sống, về cái đạo tràng mà mình tu tập, về cái giáo pháp mà mình đặt cái niềm tin vào. Một khi điều đó rõ, một khi điều đó tương đối là tốt đối với chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta mới định đạt được cái gì mình nên làm. Có một những người mà vào sống ở trong chùa hay là tin theo Phật pháp 10 năm, 20 năm vẫn chưa có được cái ý niệm này. Và đôi khi những điều đó nó làm cho chúng ta có cái nhìn lệch lạc đi. Và cái nhìn lệch lạc này đó, nó khiến chúng ta rơi vào trong tình trạng là bỏ giáo pháp thì không bỏ, mà đi tới không thể đi tới được. Nó giống như có cái gì mà khiến chúng ta bị cột chân một chỗ. Đơn giản là vì cái nhìn của chúng ta không có thông suốt. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chánh văn của bài kinh ngày hôm nay, đoạn kinh ngày hôm nay. Tám cái nhận thức của một bậc đại nhân đó, thì pháp này dành cho người thiếu dục,
pháp này không phải dành cho người đa dục. Chứ pháp này ở đây chỉ cho giáo pháp, chỉ cho lời dạy của Đức Phật, chỉ cho đạo tràng mà chư Phật lập nên, mà chỉ cho cái đạo mà chúng ta theo. Và giáo pháp của Đức Phật thì không có khuyến khích sự ham muốn, hay là làm cho chúng ta thỏa mãn sự ham muốn. Phật pháp thì dạy đơn giản là ham muốn là ham muốn, và ham muốn không gì được thỏa mãn. Ham muốn không bao giờ là một cái gì đó mà chúng ta nên cưng chiều, mà trái lại đời sống càng ít ham muốn thì ít khổ, ham muốn nhiều thì mình khổ nhiều. Về điều này được thể hiện rất là rõ ở tại các cái ngôi chùa, ở tại các tu viện, ở tại các thiền viện, mà chúng ta được biết ở tại các quốc gia Phật giáo. Lấy ví dụ như là mình thường nghĩ rằng đi chùa nó phải vui, chỗ đó nhà bếp phải hậu hỷ, họ dọn cho mình những bữa cơm ăn rất là vui vẻ, rất là ngon miệng khi mình đến chùa. Thậm chí chúng tôi làm trụ trì có nhiều khi nghe có số Phật tử họ nói rằng ở chùa ngày lễ nó ăn ngon quá, thật ra tụi con thích đi chùa. Câu nói đó là một câu nói mà người ta khen nhà bếp, nhưng mà câu nói đó trên phương diện Phật pháp á, thì đôi khi nghe nó không có, nó không có thượng hợp. Mặc dù đó chỉ là lời xã giao, nhưng không phải đi chùa là vì nhà bếp họ cho mình ăn ngon rồi mình đi chùa đâu. Và nó cũng nên là một lời khác. Hay hoặc giả là bây giờ thì thứ gì người ta có cái phong trào đôi khi họ nhắc với chư tăng là mình phải làm sao mình cải tổ Phật giáo. Giới trẻ họ thích nghe nhạc, do vì họ đi theo Tinh Lành rất là nhiều. Mới đến nhà thờ Tinh Lành thì họ không phải ngồi thiền, mới ngồi im lặng mà họ hát, và những cái âm nhạc đó là thích thú cho họ hơn. Thực sự thì âm nhạc đó, đa số ai cũng thích âm nhạc. Nhưng mà nếu dùng âm nhạc là một sự thu hút cho người trẻ, mà chúng ta quan niệm điều đó là điều đúng, tại vì âm nhạc nó là du dương, cái tiết tấu nó làm cho nó say đắm lòng người đó, thì điều đó nó cũng phải là cái chuẩn mực mà được xem là tốt đối với Phật pháp. Đơn giản là trong cái nhìn, cho dù chúng ta có tu đến mức độ nào, chúng ta có dĩ ngươi giải đãi hay là chúng ta có tinh tấn, thì cả chúng ta là người Phật tử dù xuất gia hay tại gia đều phải nhìn nhận một điều rằng trong giáo pháp của Đức Phật bớt đi những cái sự ham muốn, thì đó là điều được khuyến khích. Mà một lối sống mà làm cho chúng ta có quá nhiều sự ham muốn thì đó là một điều không có thích hợp. Cái đó là cái mà chúng ta có thể tìm thấy trong Phật pháp rất rõ. Rồi giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp dành cho người trí túc. Trí túc nghĩa là bằng lòng với cái gì mà mình có. Ở đây đặc biệt nói về vật chất. Một con người mà thưa gì không bằng lòng, không vui với cái gì mình có đó, cái đời sống mình nó luôn luôn nằm ở trong cái tình trạng gọi là khao khát. Đời sống mình luôn luôn dõi mắt về phương trời nào đó,
mà mình không bằng lòng với hiện tại. Có một nụ cười khó mãn nguyện trên môi, và chúng ta cũng thấy có cái gì đó mà mình cảm kích. Thật sự mà nói đó, tại sao người ta sống càng ngày người ta càng vô ơn bạc nghĩa? Tại vì đơn là người ta không cảm kích cái gì mình có. Nó trở thành một thói quen, nghĩa là cái gì ở xa, cái gì chưa có bao giờ cũng đẹp, cũng tốt, cũng đáng tầm cầu. Cái gì mình đang có rồi, cái gì nó cũng tầm thường. Nó tạo nên căn bệnh. Căn bệnh đó là chúng ta không sống an lập tâm tư của mình vào hiện tại, không cảm kích được với hiện tại, và không trân trọng được những giờ phút mà mình đang có. Cái bằng lòng với cái gì mình đang có, nó cũng là một cái nghệ thuật sống, và nó cũng là cách sống. Và trong giáo pháp Đức Phật đã dạy, sự bằng lòng này có nghĩa là cái gì mình có được, mình nên hoan hỷ. Cái gì mình có được, mình nên cảm kích. Và đừng sống với cái tâm trạng gọi là thả mồi bắt bóng, lúc nào cũng đánh mất hiện tại, cũng mơ ước, cũng nghĩ đến là mình phải có cái gì tốt hơn, đẹp hơn, ngon hơn. Mà thay vào đó thì mình vui với cái mình có là được rồi. Lấy ví dụ như là mình lên ăn cơm, cái gì bày ra trước mặt. Mà nếu mình là người trí túc thì có bữa cơm, có cái gì thì mình ăn cái đó, thì hoan hỷ. Nhưng cái người không có trí túc, món này là nghĩ đến món kia, mình có cái này thì mình nghĩ đến cái khác, mình sống trong hoàn cảnh này mình nghĩ đến hoàn cảnh khác. Một cái người có trí túc là người đã chẳng những cảm kích trọn vẹn cái hiện tại mà còn biết ơn. Biết ơn là cho dù là cái bóng cây che mát mình cũng biết ơn. Một người họ cho mình một ly nước, mình cũng biết ơn. Cái biết ơn đó làm cho đời sống mình cảm thấy tích cực. Còn đời sống con người mình không tri túc thì mình cứ nghĩ đến cái tốt hơn, và mình coi thường cái hiện tại, mình khinh rẻ với hiện tại, mình bất mãn với hiện tại. Và cái đó nó tạo thành một lối sống không có an lạc. Cái người mà sống an lạc ấy, thì phải là người bằng lòng với hiện tại. Và cái người sống không bằng lòng với hiện tại thì thưa quý vị, luôn luôn nó có những vấn đề. Nó có nhiều vấn đề cho mình và cho những người xung quanh mình. Vì vậy, khi là pháp mình Đức Phật dạy là đối với vật chất, đối với cuộc sống, cái nhu yếu hàng ngày đó, thì mình biết bằng lòng là một thái độ của người trí. Và đó cũng là cái chuẩn mực của giáo pháp. Một cái tư duy khác của một bậc đại nhân đó là pháp của Phật là pháp của những người viễn ly, chứ không phải là pháp của những người thích cái sự huyên náo, tụ hợp. Con người chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị, nó thể hiện được cái bản chất mà chúng ta thấy là ở trong những mạng xã hội. Tại sao những mạng xã hội giống như những diễn đàn mà chúng ta gọi là forum, hay là những cái mạng xã hội như là Facebook chẳng hạn, nó thu hút rất nhiều người? Tại vì con người chúng ta sống có cái đặc tính là rất là sợ cô đơn và thích tụng năm tụng ba. Cái sở thích đó nó nhìn với thuật nhìn thì rất là vô hại, nhưng về lâu về dài đó, nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái bản thân của mình. Và chúng ta thấy rằng trừ khi lâu lâu mình gặp nhau đó để mình làm cái chuyện gì cho nó thật sự là tốt, thí dụ như là có những dịp mà gặp nhau được thì tốt vì có lý do chính đáng. Còn bình thường gặp nhau để mà trả dư tưởng lộ,
để mà nói chuyện phiếm, để mà thấy rằng mình cũng có cái liên hệ với cuộc đời đó, thì lâu ngày nó trở thành phù phiếm. Và trong sự phù phiếm đó, chúng ta hay đánh mất thì giờ, chúng ta hay đánh mất cái cuộc sống quý báu của chính mình. Và con người sống càng cạn cực về tinh thần. Tại vì sao vậy? Tại vì đời sống tinh thần mà một khi nội lực mà mình có tập chú rồi đó, thì mình sẽ không có phí thì gì khác. Tại vì sao? Chúng ta có chiều sâu của nội tâm. Một người mà sống mà luôn luôn thích quần tụ, thích tụng năm tụng ba, thích hội hợp, là thật ra người đó có chiều sâu. Chúng tôi có sống gần một vị sư, vị này là rất là thích hội hợp, rất thích hội hợp, mặc dù vị này rất là ghét cộng sản nhưng mà thích hội hợp lắm, cái gì cũng muốn hội hợp. Bất cứ trường hợp nào thấy hội hợp được thì luôn luôn thích hội hợp. Nhưng mà chúng tôi biết vị đó có một điều là hội hợp chứ không biết suy nghĩ, không có chiều sâu của sự suy nghĩ. Chỉ thích làm sao là có người đến để mình bàn, mình nói, mình như vậy, và rất là sợ sống một mình. Cái sống một mình đó, nó luôn luôn là một cái thái độ của một người có trí, một thái độ của một đại nhân. Sống một mình nó là một ở trong những cái bí quyết quan trọng nhất của cuộc sống. Người nào mà sống một mình mà mình nói rằng mình sống một mình cô đơn, mình sống mình buồn, thì thật ra người đó chưa có nếm được cái hạnh phúc của sống một mình. Khi mà hưởng được cái hương vị sống một mình rồi đó, thì thưa quý vị, mình sẽ thấy rằng những giờ phút mà mình sống một mình đó, nó không có bị phiền toái. Tức là mình có đọc một câu chuyện bổng sanh, có một con voi chúa. Con voi chúa này chính là Đức Bồ Tát, quý vị, ở trong tiền thân của Đức Phật. Thì có một lần Ngài thấy một cái hồ sen nước trong, sen mọc rất tươi tốt, và lẽ ra xuống hồ một cách chậm rãi, uống nước vào, ăn một ít sen thì nó ngon, nước tinh khiết. Nhưng mà lúc đó thì tại vì ở trong cái bầy voi có mấy con voi nhỏ, quý vị, con voi nhỏ nó gọi là nó lý la lý đắc, nó xuống hồ nó quậy bùng sình, nó quậy làm dơ cái hồ. Thì Đức Bồ Tát cũng nghĩ rằng quả thật đúng là sống chung với một đám đông, và đám đông thiếu ý thức thì nước trong cũng thành đục, sen tươi tốt nó cũng trở thành dòng đá. Cuối cùng đó, tự nhiên khởi lên ý thức là đi vào trong rừng thẳm sống một mình. Thật ra cái câu chuyện đó rất là ngắn, cái ý nghĩ đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, và đó là một câu chuyện được kể lại trong Chatakka. Nhưng câu chuyện nó cũng nhắc cho chúng ta rất là nhiều về đời sống. Là con người mình đó, mình thường là nếu mình để ý những người nào thích đám đông. Chúng tôi nhớ là người Việt Nam mà sang Mỹ hồi xưa mới qua Mỹ thì buồn quá, thích tụ họp với nhau để cuối tuần đi nhảy đầm, đi xem văn nghệ, rồi lập hội hè này, lập hội kia. Nhưng mà mình để ý là những người nào mà thích những cái đó rất lâu ngày thì thường là phiền não. Tại vì sao vậy? Cái thế gian nó đa sự, ra ngoài xã hội đó, người này đi xe này, người kia mặc bộ đồ kia, rồi lời qua tiếng lại, rồi từ cái chỗ mà mít lòng rồi cho đến phiền lòng, rồi hận thù, rồi tranh chấp, rồi đủ cái chuyện đó. Có lẽ là nó phải cho đến khi nào con người nó mệt mỏi với điều đó thì mới quý được giá trị độc kia. Nhưng mà thường là lúc cái tóc đã bạc, cuộc đời đã không còn có nhiều cái sinh lực nữa để mà làm những gì đáng làm. Người ta nói rằng một cái giá trị lớn nhất của đời sống mà một người có trí đều biết, đó là họ quý cái thời gian của mình. Và cái chuyện mà tụng năm tụng ba và phím luận là cái gì rất là mất thời giờ, mất thời giờ ghê lắm. Rồi một cái đời sống một người có trí là người sống viễn ly, mà không ưa tụ họp,
Có nhiều người bây giờ đó là thân biển ly, tức là sống ở thành phố, sống một mình, nhưng mà tâm không biển ly, tức là rồi lên mạng xã hội, rồi chắc ba chắc lại, rồi phiền tới phiền lui, rồi chữ đấy chữ lui, ý kiến lung tung hết. Để làm gì? Để làm tâm của mình nó bị tạm nhập ra, để làm cho đời sống tâm tư mình bị chi phối những cái chuyện không đâu ra đâu hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đừng trách cuộc đời, đừng trách ai hết, trách chính mình là mình biết cái chỗ đó là cái chỗ mà mình đau đớn, chuyện của mình thôi. Dạ, chuyện mình thôi. Có những người họ nghĩ rằng những cái mạng xã hội như Facebook làm cho người bớt cô đơn đi, bớt vui đi. Nhưng mà sau một vài năm sinh hoạt trên đó rồi họ nói, ôi cho phiền quá, trời rất là phiền. Nó chỉ là những cái chuyện mà phiền phức thôi. Thứ việc giống như là chúng tôi làm việc trong Pol Pot. Ngày xưa chúng tôi có sinh hoạt với một số cái diễn đàn Pol Pot. Thì thưa quý vị, Phật tử rất là thích đông đảo người vào. Và nhiều thời giờ, đôi khi một ngày 24 giờ đồng hồ là cái room mở 24 giờ đồng hồ nữa. Nhưng mà khi chúng tôi làm cái lớp Phật Pháp thì chúng tôi không muốn như vậy. Và chúng tôi chỉ muốn một ngày có 2 tiếng đồng hồ thôi. Và 2 tiếng đồng hồ đó, ít nói là tốt. Ít nói chúng tôi biết nói là, ít có lời qua tiếng lại là tốt. Có nhiều Phật tử nói tại sao mình không tổ chức để cho nhiều người cùng phát biểu, mà sao chỉ có mấy vị giảng sư thảo luận về đó. Nhưng mà thật ra đôi lúc quý vị nên biết rằng chỉ chừng đó các vị giảng sư thì yên á, nhưng mà có nhiều người thảo luận thế nào cũng có đụng với nhau. Chúng tôi đã sinh hoạt rồi. Bởi vậy, bởi vì thật ra cái đời sống con người mình, nếu mình quý trọng cái giá trị của thời gian đó, yeah, thì mình sẽ không có phù phiếm, không thích tụ họp, không thích những cái chỗ mà ồn ào. Thời Đức Phật còn tại thế thì quý vị, ngay cả những người ngoại đạo, khi họ thấy Đức Phật và thầy tử Phật ta đi đến thì họ có hay nói với nhau rằng chúng ta bớt ồn ào lại. Tại vì Samun Gautama, tức là Đức Phật, thì Đức Samun Gautama là những người ưa chuộng sự yên tĩnh chứ không ưa chuộng sự huyên náo. Và pháp của Đức Phật là pháp của người tinh cần chứ không phải là pháp của người lười biếng. Ở đây thì điều này nói rất rõ, đó là cuộc sống về tinh thần, mà đúng nghĩa cuộc sống tinh thần nó phải có sức mạnh. Sức mạnh đó là nghị lực của chúng ta. Nghị lực là chúng ta dám làm, dám đi tới, chứ không phải là ngồi đó mà sống cho qua ngày đoạn tháng, coi cái ồ ơ dí dầu của đời đưa đến đâu mình đi đến đó. Dạ. Thì thưa quý vị, cái cuộc sống của một người tinh tấn nó khác với người lười biếng. Là người tinh tấn có phấn đấu, và Phật Pháp luôn luôn dạy chúng ta là chúng ta phải phấn đấu. Tại vì nếu chúng ta không phấn đấu thì cuộc đời sẽ nhận chìm xuống. Dạ. Bước đi thì trôi dạt, nhưng mà đứng lại thì chìm xuống. Đứng lại tức là mình không có tinh tấn thì nó sẽ bị dìm xuống thôi. Mà mình chạy theo khát vọng, khát ái thì mình sẽ bị trôi dạt. Nhưng mà ở đây rất rõ ràng là một trong những cái bí quyết lớn của đời sống là gì? Là cuộc sống phải có nghị lực. Cuộc sống phải có thái độ tích cực. Cái tích cực ở đây đó là sự năng động. Tích cực ở đây đó là đẩy mạnh cái gì cần phải làm. Chúng ta không thấy ở chỗ nào mà một cái tổ chức hay là một ngôi chùa hay là một gia đình hay người mà sống mà lười biếng mà dẫn đi về đâu hết. Dạ. Chúng tôi có được một cái có những cái dịp mà chúng tôi đi nhiều cái vùng đất khác nhau, thưa quý vị, ở trên thế giới này. Có những vùng đất á, ví dụ như ở tại Nhật Bản, là một cuộc sống mà người ta sống rất là siêng năng, rất là tinh cực. Có những vùng đất như là chúng tôi đi về Nam Mỹ, đi về Panama hay thậm chí Costa Rica chẳng hạn, đôi khi ở ngoài đường sình lầy, rác rưởi người ta cũng không muốn nhặt, người ta cũng ai muốn để ý đến, cuộc sống nó chậm chậm, sống cho qua ngày đoạn tháng. Thì có nhiều người lại hiểu lầm sự an định của Phật giáo đồng nghĩa với cái chữ nhàn ở trong đạo Lão. Và thật ra cái chữ nhàn trong đạo Lão cũng không có nghĩa là biến nữa.
và sống trong cái gọi là vô vi an tĩnh, ở đó là nó phản ý nghĩa là cái sự thụ động. Nhưng mà tôi giải thích là cuộc sống không làm gì hết, cái cuộc sống không làm gì hết và nó không có cái sức mạnh của sự phấn đấu đó là cuộc sống vô nghĩa. Cuộc sống đó đôi khi Đức Phật này dạy rằng sống rồi nhưng giống như chết rồi, như không có sống, đó là cuộc sống giải đãi, cuộc sống buông thả, không có không có tích cực, không có phấn đấu. Cái pháp của Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta rằng chúng ta phải phấn đấu. Một người đi giữa rừng không thể không phấn đấu, một người ở giữa trùng khơi của biển cả không thể không phấn đấu. Và chúng ta sống ở trong cuộc đời này như là trong những bài kinh khác đó, những cái hiểm họa nó có thể đến bất cứ lúc nào với chúng ta. Chiến tranh có thể xảy ra, đối khắc có thể xảy ra, bệnh tật có thể xảy ra. Và một khi mà những thứ đó mà nó xảy ra rồi đó, thì chúng ta không có cái điều kiện để phấn đấu nữa. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người bệnh. Một khi mà lên giường bệnh nằm rồi, kề cận cái chết rồi, thì thưa quý vị, không có được những giây phút mà thoải mái để nghe pháp như chúng ta đang làm, sinh hoạt như chúng ta sinh hoạt. Thành ra một người gọi là hiểu Phật pháp thì người đã tin vào cái thái độ sống tích cực, sống có phấn đấu, sống có tinh tấn, chứ không phải phán thái độ mà giải đãi, buông thả, lười biếng. Và cái pháp kế tiếp của Phật pháp đó là Phật pháp là giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp người trú niệm, chứ không phải là người thất niệm. Cái chữ niệm nó đơn giản đó là biết những gì mình làm, biết những gì mình nói, biết những gì mình suy, đem cái sự chú ý vào thân và tâm của mình. Một cái người mà không biết rõ cái gì mình làm, không biết rõ mình nói đó, có đôi khi nói chuyện mà cũng lạc đề, có đôi khi mình nói chuyện nó không đâu vào đâu hết, hay mình làm những chuyện mà phiền lòng người khác mình không hay. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi còn nhỏ đó, có lần chúng tôi ở với ngài Tịnh Sự, thì buổi trưa ngài hay có cái, chúng tôi cũng tối sau là ngày, có khi ngày hay dùng ngày hay chút với cái tâm sữa răng, dạ, ngày chút tâm sữa răng, ngày lấy cái tre ngày chút. Và khi ngày chút như vậy đó, thì ngày hay biểu chúng tôi tra từ điển cho ngài, ngày tra tiếng gì đó, tra từ điển. Thì lúc đó có một người cháu của cô Duyên mà đi vào trong chùa đó, mà chỉ đi tới đi lui trong một cái khoảng ngắn thôi, nhưng mà cái tiếng đi đó rất là mạnh, tiếng đi rất là mạnh, nó làm cho cả một cái không gian yên tĩnh vào buổi trưa đó hầu như là nó bị xáo trộn vì cái tiếng đi đó. Thì ngài Tịnh Sự này có nói một câu, là một cái người mà có cái chuyện đó thì người đó cũng phải ý thức được rằng cái bước đi của mình nó có làm phiền lòng những người xung quanh hay không. Thì thưa quý vị, đời sống chánh niệm là đem cái sự chú ý của mình trở về với thân tâm, tới cuộc sống lại. Có đôi khi phải đặt vấn đề là mình sống như vậy, mình nói như vậy, mình suy nghĩ như vậy có làm phiền lòng ai không? Đôi khi mình thất niệm có nghĩa là mình lại quên mình quên gì rất nhiều đó, mình không có ý thức được lời nói hành động của mình. Thì ở trong cuộc đời này không ai có thể biết mình hơn là chính bản thân của mình, và không ai có thể khiến cho mình thay đổi hơn là cái chánh niệm. Khi mà chúng tôi còn ở dưới miền quê và ở nhà, thưa quý vị, thì chúng tôi nhớ rằng có lẽ là cái niềm tin dân gian, ta nói là cuộc sống của mỗi người có hai bên vai giác, tức là bên tả bên hữu có hai vai, có như hai vị thần để mà dòm ngó cái gì mà mình làm, theo dõi mình cũng tin như vậy.
cái niềm tin đó cũng là một niềm tin rất là dân gian. Nếu mà mình làm cái niềm tin dù là ẩn khuất thì cũng muốn biết. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng ta đọc kinh thấy một điều rằng thật ra cái người mà biết rõ chính mình nhiều đó không ai khác hơn là cái chánh niệm của bản thân mình hết. Những gì mà mình làm, mình nói làm sao cho nó chừng mực, nó vừa phải, nó hợp thời, hợp lý, nó biết tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri độ đó. Nó đều là nó phải dựa trên cái cơ sở nền tảng của chánh niệm hết. Một người không có chánh niệm đôi khi không có biết rõ mình nên nói cái gì, mình nói thời lượng bao nhiêu, mình làm chuyện đó có gây sự ồn ào cho người khác hay không. Lấy ví dụ là có những người họ có thói quen nói chuyện lớn, mà mình nhắc 10 lần họ vẫn còn nói chuyện lớn. Đôi khi họ nói quên mình đi, mình nhắc thì họ bận cái âm lượng nhỏ hơn chút xíu, sau đó họ lại nói lớn, tại vì họ không có chánh niệm. Dạ, không có chánh niệm. Thì về điều này đó, nói lên một cái điểm rất là trọng yếu trong đạo Phật là điều đó nó không phải chỉ là một cái thói tật cá nhân mình, nhưng mà nó cả một cái nhân sinh quan rất lớn, là sống thì phải trú niệm, sống trú niệm, hiểu cái gì chừng mực vừa phải ở trong cuộc sống của mình, là sự chú ý, cái khả năng duy dụng chú ý nó trở về với thân tâm mình hơn là ngồi đó nghĩ mong lung chuyện của thiên hạ, chuyện của trời đất, mà lại quên đi thân tâm của mình. Rồi điều suy nghĩ thứ sáu trong Phật là cái chứng mực pháp đó. Có nghĩa là pháp của Phật là pháp dành cho người định tĩnh, chứ không phải là pháp của người cho phóng dật. Định tĩnh luôn luôn là một cái mấu chốt của cuộc sống trưởng thành. Trong thế gian này có trăm ngàn thứ mà mình có thể làm, có thể suy nghĩ. Nhưng nếu cái tâm của mình nó cứ phan viên, nó hết chụp cái này, nó buông cái kia, hết buông cái nọ, thì không có cái nào ra cái nào hết. Đó trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ học được một nghệ thuật là muốn có chiều sâu, muốn có được cái một cái nội hàm, thì chúng ta phải có khả năng an định ở trên một điểm, ở trong một đề tài nào đó. Chúng ta không thể làm hết tất cả mọi việc trên thế gian này được. Thí dụ như là một người học hay người tu thiền hay một người nghiên cứu về cái gì đó là cũng phải để tâm vào. Còn cái người mà cái gì cũng cũng làm, cái gì cũng dự vào, cũng có phần của mình hết, nhưng mà không có cái nào ra cái nào hết, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Các vị thiền sư thường dùng cái thí dụ mà chúng tôi hay nhắc đi nhắc lại đó, là các vị nói rằng cái kính lúp hay là kính hội tụ đó, nó gồm ánh sáng mặt trời, thì ánh sáng mặt trời nó qua cái kính lúp đó thì nó sẽ tạo thành một cái sức nóng, và sức nóng có thể phát nhiệt, có thể lửa được. Thì tương tự như vậy, tương tự như vậy, tâm của chúng ta một khi mà nó được định tĩnh, nó được tập chú rồi đó, thì nó sẽ có cái nội lực, nó có định lực. Còn cái tâm của chúng ta mà nó cứ, nếu là cuộc sống hôm nay nó bị chi phối nhiều thứ, nó miên man, lan man là mình nó ngó cái này, mình ngó kia, nó ngó cái nọ, thì con người mình không có khả năng thẩm thấu, không có khả năng đào sâu, và không có khả năng thu phục, thường thuộc, tức là trên một cái lãnh vực, trên một cái đề tài để mà mình có đủ cái sức trưởng thành, có đủ cái sức mà tập chú, thì thưa vị, đó là một điểm rất là đáng tiếc. Thật ra Phật pháp dạy chúng ta là phải khuôn tu cái nội lực bằng cái sự định tĩnh hơn là sự phóng dật. Phật pháp là người dành cho người có trí tuệ chứ không phải là người thiểu trí. Ở đây tức là dành cho người biết suy nghĩ và suy nghĩ cách hợp tình hợp lý. Không có một giáo pháp nào mà trên thế gian này đặc biệt là dạy chúng ta phải dùng để trí tuệ giống như đạo Phật. Đa số tôn giáo thì dạy đặt nặng về niềm tin, nhưng Phật pháp dạy chúng ta biết suy tư. Đơn giản thí dụ như là mình nói nền tảng giáo pháp là tứ đế, khổ tập diệt đạo, thì ở trong đó khổ là quả, nhân sanh khổ là tập đế là nhân, và ở đó khổ tập là nói đến
quả và nhân của quả, rồi diệt đạo đó là chúng ta nói đến hạnh phúc, hay là chúng ta nói đến cái giải pháp để thoát khổ, và đạo là con đường dẫn đến sự thoát khổ. Thì khổ tập diệt đạo bốn chữ đó không đó, là đã đánh động cái ý thức chúng ta để suy tư rồi. Cái gì mình đau, mình la lên, mình kêu la, mình gào thét, mình rên rỉ, mình làm khổ người khác, thì bây giờ mình đau, mình phải biết cái đau đó là cái do cái gì. Do mình bị thấp khớp, do mình bị gao, do mình bị bệnh gì đó, và cái nguyên nhân đó là cái gì, rồi bên cạnh nguyên nhân đó là chúng ta phải làm gì. Cái đó là cái đánh động trí tuệ của mình. Hay hoặc giả là chúng ta nói về giáo lý vô ngã. Là giáo lý vô ngã, ở trong giáo lý vô ngã đó, thưa quý vị, có một cái đề cập đến là giáo lý duyên khởi. Duyên khởi là các pháp do duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Do cái này sanh nên cái kia sanh, có cái này có cái kia có. Cuộc sống là một cái sự thành tựu kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Thì điều đó nó cũng đánh động trí tuệ của mình. Một cái người không thể nào mà sống trong Phật pháp, Phật pháp, hành Phật pháp mà thiếu đi được hết. Bởi vì phải khẳng định một điều là đạo Phật là đạo của người có trí, chứ không phải là đạo Phật của người thiểu trí. Nếu mình lười suy nghĩ, ai nói đâu mình nghe vậy, hay là mình gửi gắm hết tất cả, mình có thói quen là cái chuyện mà suy tư về Phật pháp là chuyện của các vị giảng sư, các vị pháp sư, các vị suy tư, các vị nói lại cho mình nhiều người nghe là đủ rồi, khỏi khỏi mà cần phải suy tư đó. Tức là nhờ cái suy nghĩ cho mình dùng cho mình, thì thật ra nó không đi đến đâu. Chúng ta người học Phật đó, thì chúng ta phải khẳng định rằng Phật pháp là một cái giáo lý mà đòi hỏi chúng ta phải động, đòi hỏi chúng ta phải suy tư một cách hợp lý, suy tư với nhân quả, suy tư với giáo lý duyên khởi. Và đạo Phật là đạo của người có trí, chứ không phải là đạo Phật của người thiểu trí. Và sau cùng, thưa quý vị, cái chữ sau cùng là cái chữ rất là khó dịch, Bapanja. Bapanja ở đây đó, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, chúng tôi không biết là trong, chúng tôi để có dịp chúng tôi tra lại cái nguyên bản ngày xưa ở đây dịch là Thích Lý Luận. Đạo Phật là đạo của người không ưa Thích Lý Luận. Pháp thì không phải là người ưa Lý Luận, cái câu này thì nó không có ổn lắm. Từ tội từ siêu thì từ dịch là Pháp thì không vương hệ lụy, Pháp thì không vương hệ lụy. Ở đây cái chữ Bapanja có nghĩa là như vậy, là Bapanja là đa sự, và đa sự lăng xăng, và đa sự lăng xăng ở đây chúng tôi muốn nói rằng đó là cái gì đối lập lại với cái sự giản dị, sự an tịnh. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là con người mình á, có những người mà họ họ thích chuyện gì cũng gọi là chuyện bé xá to, vẽ rắn thêm chân, chuyện gì cũng làm đến chuyện ra được hết, mà thấy gì cái chuyện như vậy họ làm gọn lại, không làm gọn lại mà họ làm cho nó nhiều, nó rắc rối thêm, cái đó gọi là Bapanja. Cái chữ này thật ra nó là một từ vựng rất là khó dịch. Nó tương tự như là trong cái thành ngữ chúng ta gọi là sanh sự, sự sanh, hay là cái người đa sự, tức là mình luôn luôn mình muốn tạo ra cái sự rộn ràng không có cần thiết, là rộn ràng cần thiết. Mình để ý có những người sống đó, chuyện gì cũng vậy, cái đó nó đáng lẽ nghe chuyện đó, nói chuyện đó là nó đã đủ rồi, nhưng mà không, họ muốn làm sao cho nó rộn ràng ra, và rộn ràng là mất thì giờ cho người khác, mất thì giờ chính họ, rốt cuộc nó không đi về đột đó gì hết. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi là vị tu sĩ làm trụ trì trong chùa. Nếu mà muốn bài á thì có trăm việc phải bài, nhưng mà thưa quý vị, nó có chừng mực nào thôi. Nếu mà vị trụ trì mà tối ngày cứ bài hoài, bài việc xây cất này, bài này, bài kia, bài ra nọ đó, thì mình bản thân mình không yên để tu tập, người khác cũng yên để tu tập, mà nó sẽ làm cho mọi người bị mệt mỏi vì
vì cái đa sự của mình. Thành ra cái chuyện đó là chuyện ba banh chắc. Thì trong đạo Phật dạy rằng nếu chúng ta sống mà biết được cái gì là vừa phải thì tốt, dạ, chừng đó là đủ là tốt. Còn nếu mà chúng ta bài vẽ, dạ, đúng là ba văn chát thì là bài vẽ hay là vẽ vời, cho nó rộng ra, mình tán rộng ra chuyện bé sẽ to đó, thì lâu ngày mình sẽ ý thức được rằng chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ và chúng ta không có thời giờ cho cái gì đáng làm cho đời sống nội tâm được. Dạ. Chuyện gì nó vừa vừa thôi. Chúng tôi có quen với một số người, họ có lần họ thích test với sách sống. Dạ, ví dụ như mình test với sách rất cái gì vừa phải thôi, thì cái chuyện đó chỉ có thể nói một câu là hiểu rồi. Họ làm một chút lúc cả chục câu. Mỗi lần chúng tôi thấy message của mấy vị đấy, chúng tôi cũng sợ lắm, vì chúng tôi lại không có thích text message nhiều. Nhưng mà thấy message là mình thấy sợ rồi. Tại vì sao vậy? Mình nói chuyện này nó đẻ ra chuyện kia đẻ ra chuyện đó. Ở đây chúng ta nói là cái đạo Phật á, là một cái pháp của Phật giống chúng mực á, là dạy chúng ta nên sống đối với mọi thứ để mà xử lý mọi việc cái thinh ở mức độ vừa vừa phải và phải chăng thôi, nhưng mà không có vẽ vời, không có lăng xăng, không có bài vẽ nhiều quá. Và cái bài vẽ nhiều quá thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là mất thời giờ. Và chúng tôi thưa quý vị rằng cái tiếng này đó thì hơi khó dịch một chút. Dạ, cái tiếng này hơi khó dịch. Trong cái tình trạng của thế giới hiện nay đó, chúng ta có cái chữ gọi là gia tăng binh bị. Gia tăng binh bị ở đây có nghĩa là tại vì bên kia đó họ thêm một cái gì đó, thành ra mình phải chạy theo, vừa chạy đua vũ trang. Mới chạy đua vũ trang đó, thì sự gia tăng đó, nó đi đưa một quốc gia đi vào trong cái một cái mà không biết bao nhiêu trăm muôn ngàn thứ, nào là phải chế tạo vũ khí này cản cái kia, và con người phải tiêu vốn một cái ngân sách khổng lồ cho cái chuyện gia tăng binh bị. Thì đời sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Một cái người mà biết thu gọn, biết vén gọn những việc không cần thiết đó, ở cái mức độ là vừa phải là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta quá bài vẽ, quá đa sự, thì thưa quý vị, nó sẽ khiến chúng ta bị trục. Thì tám pháp này là tám cái nhìn của một cái bậc đại nhân. Dạ. Những bậc nhân mà cái người đó học Phật pháp nó có cái ý thức về giáo pháp, trong ý thức về giáo pháp đó, thì thưa quý vị, có thể là chúng ta không có trọn vẹn, không có đầy đủ cả tám pháp này, có thể chúng ta không có đầy đủ, nhưng mà khi chúng ta ý thức giáo pháp vậy đó, thì chúng ta sẽ có khả năng điều chỉnh mình làm sao. Nếu mà mình quý Phật pháp, nếu mình trọng Phật pháp, và nếu mình hướng nương tựa Phật pháp, thì lâu này mình sẽ điều chỉnh theo những cái chuẩn mực này, và từ đó chúng ta sẽ được sống ở trong ngôi nhà của giáo Phật. Không có nghĩa là một người cái thân họ có trong chùa nghĩa là họ sống được ở trong chùa. Không có nghĩa là một người hiện diện trong đạo tràng mà người đó đã khỏi đạo tràng đó, mà người đã phải mất nhiều năm tháng họ điều chỉnh. Thì chúng ta đang sống trong một ngôi nhà của giáo pháp. Ta nên hiểu rằng cái giá trị thực sự của giáo pháp nằm chỗ nào, cái chuẩn mực của giáo pháp nằm chỗ nào, và cái pháp Phật như thế nào. Ngày chúng tôi nhớ hình như ngày hôm qua nghe thì Tội Siêu kể câu chuyện là có những làng mạc hẻo lánh xa xôi đó, thiết thì có bao dăm ba người thôi, nhưng mà mời một ca sĩ về đó hát thì đầu làng cuối sớm tụ họp rất là đông đảo. Thì điều đó đó nó cũng là một cái hiện tượng phổ thông, không phải là ở nhà quê đâu. Nghe thử kể, nhưng mà chúng tôi biết là như ở hải ngoại bây giờ nó cũng sanh ra cái tình trạng như vậy. Bởi vì một số cách là mỗi lần buổi lễ cho đông đảo người đó, thì quan trọng là mời các ca sĩ nổi tiếng
thậm chí là các ca sĩ họ quảng cáo còn nhiều hơn là cái chương trình của buổi lễ. Trong buổi lễ ta không nhớ lễ Phật Đản, không nhớ đến Phật nhiều, lễ Vu Lan không nhớ đến cha mẹ nhiều, nhưng mà cái quan trọng là các ca sĩ. Thì thứ gì thì lâu chúng ta bị mất đi cái thuần chất, chúng ta mất đi cái chất nguyên nguyên của giáo pháp đi. Nó giống như ngày xưa nó cái trống ăn đá cá mà bị những cái nêm pha vào, những cái nêm nó bị nứt ra rồi, nó bị lủng rồi, người ta lấy những cái nêm họ chêm vào vậy đó. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng chính Đức Phật Ngài cũng có lời tiên tri là ở trong tương lai đó, những đệ tử Phật tại gia đó sẽ uống những cái giá trị hư ảo của các văn nghệ sĩ, và từ chỗ đó thay thế dần dần cái giá trị nguyên nguyên của giáo pháp, nhưng còn giữ được cái nguyên nguyên nữa, mà thay vào đó là những cái gì rất là thế tục. Thì tương tự như vậy, chúng ta rất là cần để đặt lại câu hỏi rằng giáo pháp thực sự của Đức Phật là gì, và tại sao ngày hôm nay chúng ta bị rơi vào trong tình trạng nữa, và mình có vẻ như là mình rất là tha thiết giáo pháp, nhưng rồi mình không đi về đâu hết, không đi đến đâu hết, nó nằm lưng cưng tại chỗ, là bởi vì cái cách của chúng ta hiểu về giáo pháp, nhận định về giáo pháp là tiến thì nó không tiến, mà thối thì nó cũng không thối. Chúng ta có vẻ giống như là nhập nhằn, tức là tân không phải tân, cổ không phải cổ, chính thống cũng phải chính thống, pha loãng không phải pha loãng, và chúng ta trở thành một thứ gì rất là lai căng, và vì vậy nó không đại đi đến đâu hết. Nên chi trong cái tám pháp này là tám cái nhận thức, tám cái tư duy, tám cái nhìn của một bậc đại nhân giáo pháp, và đối với những giá trị chân thực của đời sống, cái đó tuy hai một. Chúng ta nói những pháp này là đó là những cái đặc tính về sự tu tập, nhưng mà đồng thời nó cũng là, và nó cũng là cái chuẩn mực để chúng ta biết rằng đó là có phải là giáo pháp chính thống của Phật hay không phải giáo pháp chính thống của Đức Phật. Một đề tài rất lớn như chúng tôi nói cái gì khi nãy là vì cái giá trị của bài kinh này nên có một bài kinh rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo Đại thừa là kinh Bát Đại Nhân Giác, và với một vài điều gia giảm, một vài điều gia giảm trong đó có cái thứ 8 mà đặc biệt nói đến sự phát tâm đại thừa cứu độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị để ý rằng đôi khi có những bài kinh của Phật giáo Đại thừa mang cái tên giống như là kinh của Pali nhưng mà có cái đặc tính phản biện. Thí dụ như là kinh Phạm Võng của Phật, những Pali Phạm Võng nói về những cái tà kiến của Bà La Môn giáo, thì kinh Phạm Võng của Phật giáo Đại thừa nói về Bồ Tát giới là một cái pháp và phản biện lại đối với giáo pháp nguyên thủy. Thì bài kinh Bát Đại Nhân Giác cũng bài kinh rất nổi tiếng, trong đó có 5-6 điều mà tương đồng với 8 điều, 8 tư duy của bậc đại nhân mà chúng ta học ở đây, nhưng mà nó có những điểm rất là khác biệt mà chúng ta cần phải nhìn cho kỹ. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì không biết Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa khoan nghỉ nói cho vài lời trước khi soạn câu thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Nhà Bồ Bồ Thái Chà, tôi kính tri ân Thượng Tọa Giáo Đẳng đã giảng bài học hôm nay. Giờ này xin thỉnh Thượng Tọa sợ cho các câu hỏi, và trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giáo Đẳng soạn cho những câu thảo luận, chúng tôi xin tiếp lời một vài phút. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đi đến cái giáo pháp này, nếu mà chúng ta không biết suy tư để thấy rõ cái hiệu năng của
chánh pháp, mà chúng ta chỉ là vì một cái niềm tin suông, hay là bằng đến cái niềm tin dân gian, hoặc là bằng cái niềm tin truyền thống gia đình, thì như vậy chúng ta chưa phải là bậc đại nhân. Bậc đại nhân tức là những bậc có trí tuệ. Khi mà đi đến với giáo pháp này là tìm hiểu những cách sâu sắc. Sau khi là tìm hiểu ý nghĩa của giáo pháp, tạng kinh, tạng luật, tạng diệu pháp, người đó đem ứng dụng giáo pháp đó trong cuộc sống và thể nhập tri kiến đối với giáo pháp. Do vậy cho nên vị đại nhân mới thấy được cái giá trị tuyệt hảo của giáo pháp. Mà khi nói đến những cái giá trị tuyệt hảo đó, những cái giá trị của giáo pháp, thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây giáo pháp có 80 giá trị, mà chúng ta thấy, chúng ta nghe nói là một đại nhân hãy suy nghĩ về giáo pháp theo 80 giá trị đó. Giáo pháp này là pháp của người thiểu dục, chứ không phải là cho người đa dục. Đó là cái giá trị thứ nhất. Thiểu dục tức là ít có sự ham muốn. Pháp này là người, là pháp của người có tri túc, biết đủ, chứ không phải là người bất tri túc, người không sống không biết đủ, ham muốn nhiều. Đó là cái giá trị của giáo pháp. Lại nữa, pháp này là pháp của người viễn ly, chứ không có ưa tụ hội. Cái chữ viễn ly ở đây theo trong chú giải giải thích vừa là thân viễn ly mà vừa là tâm viễn ly luôn nữa. Do vậy cái phía sau đó không phải là pháp của người ưa, thì chữ ưa tụ hội Sanghadika, Sanghadika ở đây ở gồm hai, tức là nếu chữ viễn ly nói thân viễn ly xa nó hỗn, đơn độc một mình, thích sống đơn độc một mình, thì cái viễn ly đó là ly khai phiền não. Thế đến cái thân viễn ly, người mà thân viễn ly thì đã đi ngược lại cái đối với người mà ưa thích tụ hội. Ở đây là tụ hội quần chúng, tụ hội quần chúng trong chú giải đó là cái chữ Gana Sanghadika, Gana Sanghadika
cái lá là cái đồ chúng, là cái hội chúng. Còn khi mà nói đến tâm điển ly, tức là tâm ly khai những cái trì cái, những cái phiền não, thì như vậy giáo pháp này không phải cho người ưa tụ hội, tức là ưa tập kết phiền não, chỉ có cái lì sát sẵn gửi đến cài giá là tác sát. Chưa là tác ở đây có nghĩa là cái sự thích thú. Nó có hai cái sự thích thú của kẻ phàm phu, của kẻ tiểu nhân, rồi cái sự thích thú quần tụ hội chúng. Hai nữa là thích thú chất chứa phiền não. Người mà hay tự làm cho mình sanh khởi phiền não như vậy là người thích chất chứa phiền não. Cho nên cái câu thứ ba là chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa. Theo trong chú giải, đó là cái giá trị của giáo pháp. Còn cái giá trị thứ tư là giáo pháp này là giáo pháp của người có tinh cần siêng năng, chứ không phải Arathamudiyat, chứ không phải là người lười biếng. Kustat. Thứ năm là giáo pháp của người trú niệm. Ở đây xài chữ trú niệm Upatthita Sati, chứ không phải là niệm hiện tiền. Xài chữ niệm hiện tiền nghe nó kỳ lắm chú ý. Cái chữ hiện tiền trong chữ Hán đó, thì người ta xài cho cái chữ Sammukha. Sammukha tức là hiện diện. Thí dụ nói Sammukha Vinayo, người ta nói là hiện tiền tùy đi, chứ không phải là Upatthita. Mình xài cái chữ hiện tiền được. Mà đối với niệm thì phải là trú niệm Upatthita. Tiền thí tá tức là tích thanh tí. Thêm cái tiếp được ngữ quá tức là thường xuyên. Thường xuyên niệm ăn trú, thường xuyên có niệm ăn trú. Còn mút thác sá tí tức là thất niệm. Giáo pháp này không phải để dạy cho người thất niệm. Người thất niệm thì không có thể đi vào các giáo pháp mà học hiểu được được. Đó là cái giá trị thứ năm. Giá trị thứ sáu là pháp dành cho người định tĩnh, chứ không phải là người phóng dật. Chữ Samahita nó đồng nghĩa với chữ Samathi. Asvahita Asvati tức là Okheba. Thứ bảy, cái giá trị giáo pháp này là để dành cho người có trí tuệ, cho người thiểu trí. Và cái điều thứ tám này, thưa quý vị, giáo pháp này của những người không vương hệ lụy, không phải là của những người vương hệ lụy. Ở trong chữ Hán, chữ Bắc Bành Chát dịch là hí luận. Cái đó khiến cho chúng ta hiểu lầm. Cái hí luận là nói chuyện phiếm, nói chuyện đùa. Nhưng mà cái chữ Bắc Bành Chát ở đây theo trong chú giải đó, chữ Bắc Bành Chát này là để chỉ cho những cái hệ lụy như là tham, như là tham ái, mạng và kiến. Còn cái chữ Niết Bàn Chánh là không vương hệ lụy,
thì trong chú giải giải thích là quý người ta mà nó tần hà đi khí và bình chắc. Quý người ta có nghĩa là ly, là lìa. Man á là mạng, tân hà ái và đi trí là tà kiến. Ba cái đó, mạng ái kiến, ba cái đó gọi bất bình chắc. Cho nên không có, không có cái nghĩa nào ở đây. Từ trước giờ chúng tôi thường hay nhắc đến cái chữ bất bình chắc. Hãy gặp cái chỗ nào để hệ lụy, gặp cái chỗ nào mà để lý luận thì chúng tôi thường hay nhắc cái chữ bất bình chánh là ba chi pháp này. Ba chi pháp này ở cái pháp bất bình chánh ở trong cái bộ quý phân gác thì gặp rất là nhiều. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu vậy. Thì ở đây đó, xuyên qua tám cái tư tưởng bậc đại nhân là chúng ta đã đánh giá được cái giá trị của chánh pháp. Và ở điểm này đó, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi ngày hôm qua đó, nó cũng có liên quan là tại sao ở vùng sâu vùng xa, ở những nơi hẻo lánh, dân tộc thiểu số sống lạc hậu, thiếu trí thức văn minh, vậy nhưng mà những cái tôn giáo khác họ đi đến họ truyền bá thành công, còn trong khi Phật giáo thì lại không thể thành công khi mà quảng bá giáo pháp ở đó. Thì chúng ta dựa vào cái bài học này chúng ta thấy rằng là nếu mà giáo pháp này để dành cho cái người thiểu dục tri túc, người viễn ly, người tinh thần, người trú niệm, người định tĩnh, người có trí tuệ, người không phương hệ bị, thì chúng ta thấy rõ ràng là ở những cái nơi kia làm gì mà có người tinh thần hay là viễn ly tri túc thiểu dục được, có trí tuệ được. Cho nên giáo pháp đem đến đó thì cũng giống như là đàn gãy tay trâu vậy thôi. Họ nghe cũng giống như mình nghe sấm vậy thôi. Cho nên ở chỗ đó Phật giáo đi đến, chúng ta là không thành công không có nghĩa là một cái sự bất tài của các vị đệ tử Đức Phật không có khả năng để truyền bá giáo pháp, mà gọi là không thành công vì rằng ở chỗ đó người ta không có đủ khả năng để người ta tiếp nhận giáo lý này. Chỉ vậy. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta có câu hỏi rồi quý vị. Ồ, dạ. Xin lỗi quý vị. Và bây giờ thì hôm nay chúng tôi còn phải chuẩn bị ngày mai chúng tôi đi khai giảng cái lớp ở trường Cao Đẳng Cần Thơ nữa. Cho nên sáng sớm là phải đi rồi. Quý vị xin phép Chư Tăng cho được nghỉ sớm. Hôm nay ở trong room có nhiều vị Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thông. Do đó còn 30 phút còn lại xin cùng kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho các vị. Chúng tôi xin được nghỉ sớm. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thưa kính kinh Thượng Tọa Thiệu Siêu, để thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thơ luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, Thượng Tọa Tân Hoàng Hỷ trả lời cho câu thơ luận số 1. Dạ. Thưa Pháp Tân, khi mà chúng ta nói giáo pháp đó, dành cho những người có trí chứ không phải là những người thiếu trí, thì cái người có trí ở đây có phải là thành phần trí thức trong xã hội, thành phần có vị cao không? Hay là
cái người có trí không nhất thiết là người có học vị cao hay là thuộc về thành phần trí thức trong xã hội. Kính thỉnh ý kiến của trường đại học. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đại Hiện Diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân già quý thiện nam tín nữ. Thường được nghe trong kinh, được biết ở trong kinh Phật dạy rằng là giáo pháp của Ngài là để dành cho người trí chứ không phải là những người kém trí. Thì thật sự như vậy, bởi vì có một điều đó là trí ở trong Phật giáo được nói đó, không phải như là những cái trí mà bàn bạc ở bên ngoài xã hội. Từ cái việc mà một người có học vị, học hàm, có địa vị trong xã hội, nhiều khi đó là người ta cũng không phải là cái người mà để biết đến với Phật Pháp. Bởi vì một điều đó là tuy người ta có cái tri thức của xã hội, họ có cái chuyên môn của xã hội, họ có học hàm học vị vân vân, nhưng mà rồi đó thì cái hành vi của người đó không phải là gì vậy mà họ có thể là điều chỉnh được cái hành vi của họ, tạo ra cái nghiệp bất thiện, hay hoặc là suy nghĩ một cách lệch lạc không đúng với sự thật. Vì vậy cho nên là mình thấy đây đó thì có nhiều ông giáo sư, có nhiều ông bà này bà nọ vân vân, tuy rằng có các kiến thức học vị ở bên ngoài này, nhưng mà nhiều khi rồi cũng tạo ra cái sai lầm, hoặc là giết người, hoặc là làm cái này cái kia tổn thương cho người khác. Ví dụ như là hoặc là họ cũng chế biến ra những cái này cái kia, phát minh ra những cái này cái nọ để rồi không biết là phục vụ để là phục vụ cho ai hay không, nhưng mà có một số phát minh là phục vụ, trong đó nó cũng có cái làm đến cái tổn hại những chúng sinh khác. Vì vậy cho nên là trí ở bên ngoài đó thì không có nói ở đây. Cái trí gọi là thiện trí ở trong Phật Pháp, hay gọi là người thiện trí Pandito, Pandita. Thì người thiện trí ở đây thì chúng ta thấy rằng nhận thức được giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Nhận thức ở đây tức là biết rõ, biết được và có cái niềm tin. Có cái niềm tin. Và cái người đó họ tự hiểu được và tự có cái niềm tin để rồi họ điều chỉnh được cái hành vi của họ. Bởi vì chỉ có cái người mà hiểu, mình củng cố cái sự hiểu biết của mình bằng cái tri kiến để mà cho nó đúng đắn đàng hoàng, thì cái người đó mới còn người trí. Hoặc là cái người mà điều chỉnh được cái hành vi của mình bằng một cái sự đúng đắn, do cái sự hiểu về lời dạy của Đức Phật và tin cái lời dạy của Đức Phật, đó họ thực hành cái lời dạy của Đức Phật để điều chỉnh cái hành vi của họ, thì con nghĩ rằng cái điều đó là cái người trí, mà trong kinh gọi là người trí. Người trí thật sự ra thì nếu mà mình nói rằng một người mà có các cái kiến thức ở bên ngoài không á, nhiều khi họ gặp Phật Pháp á, họ cũng không có thể lắng lòng để họ nghe, không thể tin được những cái gì mà lời dạy của Đức Phật, rồi họ không thể chuyển hóa được cái hành vi của họ và họ sẽ có thể sống tốt cho họ. Ở trong Phật Pháp thì Phật giáo thì nó là thanh tịnh về thân nghiệp,
thanh tịnh về khẩu nghiệp, thanh tịnh về ý nghiệp. Cho nên cả ba cái thanh tịnh đó, nó điều chỉnh được thân, khẩu và ý, nó được tốt đẹp, thì cái đó được gọi là một người trí. Người trí. Như vậy thì cũng nghĩ rằng là cái mà ở trong Phật Pháp được nói đến là cái người trí đó, thì cái người đó phải nói rằng vừa am hiểu, tin tưởng cái lời dạy của Đức Phật, và họ biết sống và chuyển hóa cái hành vi, để điều chỉnh được cái hành vi của họ cho tốt theo những gì mà họ tin tưởng ở lời dạy của Đức Phật, thì cái người đó được gọi là cái người thiện trí, cái người thiện trí ở trong xã hội. Nói như vậy thì không phải là cái người mà có học hàm học vị lại là cái người không phải là cái người trí, mà cái người trí ở đây đó muốn nói là những cái bậc thiện trí ở trong Phật Pháp. Thật sự ra thì có những người có học vị ở xã hội rất nhiều, tri thức của họ rất giỏi, nhưng mà của họ cũng không thể nào tin và hành hay là chuyển hóa được cái hành vi của họ. Như vậy cho nên là mình thấy rằng là nói ở đây đó thì cũng phải nói là có cái duyên, cái duyên. Bởi vì nếu mà không có duyên thì họ cũng không đến với Phật Pháp, dù là họ là cái gì. Nhưng mà cái người mà đã có duyên rồi đó thì phải là họ chuyên chú vô, họ chuyên chú để họ tin, họ nghe, rồi họ tin, rồi họ tìm hiểu để họ tu tập, họ chuyển hóa cho họ. Thì cái người đó được gọi là thiện trí. Thiện trí ở trong trong kinh, trong Phật giáo được bàn bạc đến. Và trong kinh thì mình nghe nói là giáo pháp để dành cho một cái người trí, chứ không phải là dành cho cái người thiểu trí. Thì ở đây đó, ngay cả cái chuyện mà mình thấu thể nhập, mình thấu triệt hay hoặc là mình giác ngộ đó, thì cái đó cũng cần phải có cái trí. Dù là nếu nói trong gì diệu pháp là mình cái người mà chứng thiền thì người đó cũng phải có trí. Rồi cái người mà chứng đắc được đạo quả thì cái người đó cũng phải có trí. Và ngay cả những cái tâm trí, tâm thiện thì tâm dục giới, tâm thiện dục giới đó, thì những có những cái tâm thiện mà gọi là tương ưng trí. Chỉ có những cái tâm thiện mà tương ưng trí đó, thì cái tâm đó mới có thể chuyển hóa một cách cao hết, tốt hơn. Còn cái tâm thiện mà nó cũng là thiện nhưng mà không có tương ưng trí thì cũng không thể nào. Một người chứng đắc thiền định hay đạo quả đều phải có trí. Và cái người mà hiểu được, nhận thức được để mà chuyển hóa, quyết lòng mà mình chuyển hóa cái tâm của mình, thì cái người đó cũng là cái người có trí, chứ không phải là không có trí. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là trong con người thì có những cái thiện và cái bất thiện. Cái thiện thì nhiều khi mình không có khai thác, mình không có làm cho nó phát triển lên được mạnh, thì pháp bất thiện nó sẽ lấn áp. Và pháp bất thiện nó lấn áp mạnh thì nó sẽ khiến cho người ta có những cái hành vi sai trái. Mà cái pháp thiện ở đây thì nếu mà thiện nào mà có trí thì nó là một cái thiện có một cái quả rất là cao, hay là ở đó mang lại cái sự lợi lạc rất lớn. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thưa cái trường Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang ở trước máy xin được Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng Tọa Pháp Đăng, một cái quan điểm rất là phổ biến ngày hôm nay đó là một cái xã hội phát triển hay là cái sự thăng tiến cá nhân nó dựa trên cái sự đam mê, dựa trên sự ham muốn. Cái yêu cầu càng cao,
cái khát vọng càng nhiều thì chúng ta càng sáng tạo nhiều, chúng ta càng cải thiện cuộc sống. Như vậy thì cái sự tri túc bằng lòng với cái mình đã có, đang có đó, cái sự biết đủ đó nó có hãm đà thăng tiến không? Nó có làm cho chúng ta bị dậm chân một chỗ, không có tiến bộ? Tức nói một cách khác, nó có ngăn ngại sự phát triển của xã hội hay sự phát triển cá nhân không? Cái tỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, kính lễ sư tọa Nhật Đăng, anh Thọ Tâm, anh Thọ Tề Quyền, Thọ Minh Định, Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thọ, Đức Thánh Tâm, cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào vậy cô tu nữ thân trai Phật tử. Thì trong cái thời gian thì chúng ta cũng biết, nếu mà nói thật sự cái thời gian mình sống mà mình tri túc, mình không đi tìm cầu nhiều để mình sống tu tập đó, thì rõ ràng là cái thời gian đó mình đã để tu tập. Còn khi mà nói đến cái ngăn ngại cái sự sáng tạo của và phát triển của xã hội, thì thật sự đó, thường thường thì chúng ta biết rằng trong cái lĩnh vực này thì chúng ta cần phải nhìn xa trông rộng thì chúng ta mới thấy được. Thật sự thì mình rất là nghe nhiều người họ khuyên những cái đường lối chủ trương của những cái người lãnh đạo khuyên là mình sống, mình bớt tàn phá môi trường như thế nào. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy dù là có nói như vậy nhưng mà người ta cũng vẫn phá hoại rất là nhiều. Tại vì người ta không có tri túc. Là khi người ta tri túc đó, thì nhà cửa thì họ cũng sống vừa chừng, thì họ đỡ phải phá rừng cưa cây, hoặc là họ phá núi làm xi măng, rồi họ làm đủ thứ để có những cái vật liệu để họ xây dựng những cái cung điện nào kia nọ. Thì nó nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật, mình nhìn về cái mặt mà mình nói về cái mặt mà mình gọi như thế gian mà ăn chắc mặt bền đó, thì nó có cái sự ăn chắc mặt bền, có nghĩa là mình khai thác, mình sống sao mà mình cũng vừa chừng thôi đó. Thì những cái tài nguyên, những cái khoáng sản còn rất là nhiều, nhưng mà khi mà con người mà họ sống mà họ muốn thụ hưởng nhiều quá đó, thì họ giết, nếu ngoài biển thì họ giết những loài thủy tộc, những loài cá, những loài mà chúng ta thấy như là một ngày gần đây mà khi nói đến Trung Quốc mà cào những con ốc, những con sò, những con bắt những con cá rồi bắt triệt để thì kia nọ, thì dùng biển cũng cạn kiệt quý vị. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng nhé, đối với cái mặt mà Đức Phật ngày dạy về cái tri túc đó, mình sống sao mình sống vừa chừng để mình sống thôi đó, thì cái tài nguyên nó còn nhiều. Khi mình sống mà mình tận dụng quá đó, mình hưởng thụ quá, thì nó cũng sẽ mau cạn kiệt cái tài nguyên của đất nước. Vì nếu mình nói về một con người mà sống mà tri túc đó, thì luôn luôn mang lại cái sự an lành cho mọi người. Ví dụ chúng ta thấy đối với những người Miến Điện thì họ sống, họ tìm tài sản họ vừa chừng thôi, còn để thời gian họ tu thiền, để thời gian mà họ học kinh, coi kinh rồi đó, tri túc trong vật dụng đó, thì họ mới tiến bộ được cái phần hai cái pháp song hành là vật chất và tinh thần. Chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng một cái người bỏ tri túc để phát triển, thì chúng ta thấy con người có nhiều khi đã nói rằng nửa kiếp đầu đó, nửa cái đời sống đầu đó đi tìm tài sản, nửa cái đời sống sau đó thì lấy tài sản đi tìm cái mạng sống. Thì chúng ta cũng thấy như vậy. Tại vì có nhiều người khi mà họ đi làm ăn, họ phung phí cái sức lực của họ, đến khi mà lớn tuổi lên thì họ già cả bệnh hoạn. Nên thật sự ra bây giờ những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy về nói thì tri túc đó, thì dụ mình có đi làm, mình cũng có ngủ nghỉ, cũng có thời gian mà để mình sống sao mà nó hài hòa đó, thì mình sống thọ, sống ít bệnh hoạn. Nhưng mà ngược lại, con người mà họ tham lam quá đó, thì họ làm một cái thời gian họ kiệt quệ,
hoặc là họ ăn xài cũng vậy quý vị. Chúng ta thấy rằng thật sự là dạy Đức Phật, ngành Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, nên khi ngài dạy cái lời dạy gì đó thì cái lời dạy đó luôn luôn mang lại cái lợi ích cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Không bao giờ cái lời dạy của Đức Phật mà lại mang cái lợi ích cho mình mà không cho người, cho đời này cũng cho đời sau, nó cho cả hai đời là như vậy. Cho mình nói rằng cho tuổi trẻ và tuổi già mình hiểu như vậy đó thì mình thấy rất là lợi ích. Nên Đức Phật ngài dạy rằng nếu mình sống mà mình biết tri túc á, mình biết tri túc á, thì thật sự ra mình sống vừa chừng, sống vừa chừng, mình sống làm sao mà mình quân bình lại cái nếp sống, mà đừng có hủy hoại cái của mình có. Bởi vì bình thường chúng ta thấy rằng nếu mình sống tri túc của mình, ăn uống xài rồi mình làm lụng, mình cũng vừa chừng như vậy đó, thì thật sự cái xã hội quý vị biết rằng cái con người đó mà khi mà mình phá hoại nhiều quá đó, ví dụ chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nói như Trung Quốc đó, đang phát triển mà thật sự ô nhiễm rất là trầm trọng, bệnh hoạn xảy ra rất là nghiêm trọng, và những cái bệnh mà những cái chứng bệnh mà vừa được phế quản hay là phổi bệnh này cái nọ, do không khí ô nhiễm mà tất cả những cái môi trường bị hủy hoại. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái người mà nhìn xa trông rộng như Đức Phật á, thì ngài thấy rằng mình sống sao tri túc mà biết đủ được như vậy đó, mình sống sao mà hài hòa, mình làm sao cho mình tìm tài sản, mình sống cũng vẫn sống như vậy mà cũng không có quá hưởng thụ, nhưng mà cũng không quá khắc khổ. Bởi vì đạo Phật là con đường trung đạo là như vậy, có nghĩa là mình cuộc tri túc, nhưng mà mình tìm được vật dụng, mình tìm được tài sản, mình sống làm sao nuôi vợ nuôi con, cúng dường sa môn bà la môn, mình tạo phước để dành, mình sống làm sao mà mình tiến bộ được bản thân của mình nữa. Đó là một cái sự sắp xếp thời gian đối với người cư sĩ, người xuất gia, nó cần phải sắp xếp thời gian. Và đối với một cái người tu sĩ mà tri túc cũng vậy, mình phát triển chỉ được cái nội tâm, còn nếu mà mình chạy theo vật chất nhiều quá đó thì mình cũng không phát triển được nội tâm, cái gì mình không phát triển được cái tri kiến của mình. Thì ở trong cái câu thảo luận rằng nếu mà mình sống tri túc như vậy có ngăn ngại sự sáng tạo hay là cái sự phát triển của xã hội, thật sự ra thì chúng ta thấy ngày xưa đó, cái người mà khi mà họ sống với cái nội tâm, họ đạt được những cái khả năng đó, thì họ mang cái lợi ích cho những người xung quanh rất là nhiều. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng những con người mà họ sống với cái nội tâm, họ đạt được những cái năng lực thắng trí hay thần thông, thì nó lại mang lại kết quả cho người ta rất là nhiều. Còn khi mình sống mà chạy theo vật chất thì thật sự quý vị thấy rằng cái vật chất đó mình phá hủy rất là nhiều những cái gì xung quanh của mình, mình phá hủy luôn bản thân của mình rất là nhiều. Nên mình sống làm sao mình thấy sống mà mình biết gìn giữ được đó, mình biết tri túc lại cái hạnh phúc mà cái gì của mình có, những gì xung quanh mình đó, là cái điều mà mình cần phải có một cái tầm nhìn, có một cái trí tuệ nhiều đó mình mới sống được như vậy. Nên thật sự thì con thấy rằng đối với lời dạy của Đức Phật, mình sống để tri túc mà biết đủ đó, thì thật sự là mình sống vì cái lợi ích cho mình, cho người, cho đời này đời sau, chứ không phải là không phát triển xã hội. Nhưng mà không đưa khi một người sống mà không tri túc, tất cả mọi người không tri túc, đưa cái xã hội đến chỗ mà kiệt quệ, những cái chỗ diệt vong chỉ một thời nào đó thôi, nhưng mà rồi cuối cùng cái hậu quả mà phải giải quyết lâu dài nó rất là nguy hiểm. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Sao thưa quý trường Thượng Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuyên Quyền nghe được tiếng thỉnh, Thượng Tọa Tuyên Quyền trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Ồ, dạ có Thượng Tọa Tuyên Quyền. Thượng Tọa Tuyên Quyền, khi mà chúng ta đọc về 8 điều suy tư của Bậc Đại Nhân đối với giáo pháp của Đức Phật, thì phải chăng là 8 điều này nói lên cái sự chú trọng về đời sống nội tâm? Và điều đó có phải là những điều mà tạo nên những cái nền văn hóa ở tại quốc gia Phật giáo không? Kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuyên Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Đức Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Đức Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Thượng Tòa Pháp Tân, Tòa Đức Phật Tính, Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi rằng thì phải chăng cái 8 cái tư duy về cái giáo pháp của bậc đại nhân khẳng định một nếp sống nội tâm, trọng điểm của pháp và những điểm này nó thành một nền tảng của văn hóa Phật giáo. Có thể nói là như vậy. Có thể nói rằng Phật pháp chứa đựng nhiều một cái kho tàng nếp sống, tư cách, đạo đức của con người, chính tự, tự cá nhân, tự mỗi người, và tạo thành một cái cách sống nó đưa đến cộng đồng, và nó đưa cả thải cho một nhóm người, cho một đại đa số người. Nếu như ai thực hành theo cái lời dạy của Phật thì nó tạo thành một cái quả thật như vậy, một thành của nếp văn hóa mà chúng ta thấy ở các nước quốc giáo. Thì thường họ sẽ thể hiện một cái tính mà đại nhân nó vô cùng lớn hơn là các chúng ta gặp ở những cái đất nước khác. Những cái nếp sống mà chân tình, những cái nếp sống mà tương trợ, họ giúp cho cái người thân thì nó tốt hơn là những cái đất nước khác. Như chúng ta thấy luôn luôn mỗi ngày mà chúng ta tạo một cái việc phước, thì hàng ngày chúng ta tạo một những cái điều thiện, những cái điều lành, thì tâm chúng ta là có thiện có lành. Và họ xử trên cái tinh thần, như chúng ta biết các người Phật giáo họ có được một cái căn bản, một cái ý niệm về tội phước, một ý niệm về cái giới luật, một ý niệm về cái sự tu tập. Thì từ đó nó tạo thành một cái nếp sống mà có thể nói rằng là như chúng ta đọc trong tám pháp đây, về cái suy nghĩ cho tới hành động của chính họ đó, họ luôn luôn nó tích cực chứ không phải là tiêu cực. Và những cái tính chẳng hạn như là họ luôn không có một sự tranh giành và đấu tranh như những dân tộc khác, phải nói vậy đó. Và cái sự viễn ly, quý vị biết là họ luôn luôn có những cái ngày bác quan trai giới họ vào chùa, hay là ngày lễ, hay là những cái ngày mà chủ nhật, hay là những cái ngày rằm họ đến, họ thọ giới, họ nghe pháp, họ làm lễ, họ cúng dường. Thì từ một cái nếp sống mà nó quay về với chính mình, một nếp sống mà kiểm soát lại chính mình, và một nếp sống mà biết hạn chế bớt những cái ồn ào náo nhiệt, một cái chạy đua trong cuộc đời, một cái cơm áo gạo tiền một chút xíu họ cũng biết dừng lại, thể hiện một cái quay về, một cái định tĩnh và một cái trí tuệ mà họ không phải quá vướng bận. Thì chúng ta thấy một cái nếp sống như vậy thì nó là một cái tạo nên một cái con người nó rất là hiền thiện. Cũng như ở bên Miến Điện, một cái tài sản họ tạo ra, cái tài sản họ tạo ra thì có thể nói rằng là nửa phần đó là chùa chiền. Thì chúng ta thấy một phần, hai phần tư trong đó là đại chúng, là chùa chiền hướng tới Tam Bảo, còn lại cái đời sống của chính họ. Thì cái tinh thần xả ly, cái tinh thần viễn ly, cái tinh thần mà không có bị vướng chấp, tuy họ rất nghèo chứ không phải là họ giàu, tiền của tài sản gì vân vân, thì như thế thì chúng ta thấy cái nếp sống như vậy, cái tinh thần như vậy, nó nói lên một cái trật tự, một cái sự hòa bình, một sự an lạc, một cái chỗ mà chúng ta đáng sống. Và nhờ những cái nước, cái tinh thần như vậy đó, ở các nước quốc giáo có những cái trường thiền lớn, có những cái nơi mà hội trường lớn để có thể nghe, để có thể học, để có thể thực nghiệm được, thực hành theo được những cái lời Phật dạy, nó tuyệt vời vô cùng. Và từ đó nó nằm trong ý niệm của mỗi con người, nó có tính cách hiền hòa và tốt đẹp.
chứ không phải là một sự ác xấu. Có một số người, họ nhất là những người mà người ta đi biển, đi vượt biên, các nhân họ rất là ghét, họ rất là ám ảnh về cái hải tặc mà trong đó có Thái Lan, mà chúng ta biết cái đó là thuộc về miền Nam Thái Lan, không thuộc về đạo Phật, thuộc về đạo khác, thuộc về các cái đạo khác, họ mới hành xử những cái tư cách mà cướp giết và hãm hiếp vân vân, thì chẳng hạn như vậy. Chứ con người của quốc giáo đa phần là con người sống có tánh tốt, chúng ta phải nhớ như vậy, sống có tánh tốt. Nó có được cái điều đó, nó được ung đúc từ thở nhỏ. Có cái nơi nào mà như cái nước quốc như ở cái nước quốc giáo, mà đặc biệt tức là ở Thái Lan, chúng tôi nghe họ tán thán Phật, đọc kinh tán thán Phật còn trước quốc ca nữa. Một từ thở bé họ biết là Arahant Samma Sambuddho Phakawa Bhutan Phakawantang Aphiwade Visvakato Phakawata Thammo Thamang Namasami Supatipano Phakawato Savak Sankho Sankang Namami. Khi đi vào, thở bé nhỏ gì đó, nó chỉ biết đọc như vậy, thì gieo trong mầm nó cái tinh thần, cái niềm tin, một cái sự hiền thiện, một cái sự tin tưởng trời Phật, tin tưởng có một cái tội phước, cái nhân quả. Thì cái gì cũng vậy, giáo dục từ thở nhỏ nó thành một cái khuôn. Và một người quốc giáo nào cũng vậy, đa phần họ phải trải qua một cái đời sống tốt để thể nghiệm, để thực hiện được cái sự viễn ly, thực hiện được cái sự xả bỏ, thực hiện được một cái sự tri túc trong cái đời sống, trong nếp sống của người. Mà nó thấy pháp một làm như vậy thì chúng ta thấy nó như thế nào, nó quá tuyệt vời và trở thành một nếp sống mà có thể khó thế nào như thế. Cho nên chẳng những nó là một cái nếp sống, nó thuộc về văn hóa, mà nó thuộc về, phải nói một cái nếp sống đạo đức gương mẫu cho toàn thể xã hội luôn, chứ không thể nói riêng về cộng đồng Phật giáo của chúng ta. Nếu như ai thực hành theo những cái pháp này thì người đó là Sapurisa, tức là bậc đại nhân, hay là bậc thiện trí thức, hay một con người có trí tuệ vô cùng to lớn. Thì cái bạch thượng tọa, đây chính là đôi điều mà con thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài và cung bạch thượng tọa là vào ngày mai. Con đang ở rất là xa, cho nên vì vậy con xin vắng vào cái ngày mai, con có thể tranh thủ về chỉ điều bữa tối ngày mai, con có cái việc con không thể đảm trách cái thời gian được. Con đã bạch cho sư phụ Tỳ Siêu và bạch cho thượng tọa được lắm tường. Dạ, con kính lễ ngài, kính chúc quý vị được an lạc. Sau khi kết thúc thực tập thực quyền, câu trả lời của thực tập thực quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chi vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ nguyên ngày. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thu lành thay. Con từ mặt xa, xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân quý chư tôn đức. Xin thay mặt giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dịu dàng tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an tiến bước sống và hướng đến sống giải thoát luân hồi, giải thoát. Cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn đại quý chủ nhiệm óp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Quý kính chúc đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường đức pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm pháp nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Chúng ta